Tổng hợp một vài địa điểm đi chơi Halloween cho ai muốn đi chơi sớm nè. Nhưng mà mình để ý kỹ thấy cái gì nó sai lắm me luôn á. Đầu tiên là một tiệm bánh donut rất là dễ thương, nên dù là Halloween nhưng nó vẫn dễ thương nha. Đấy là vì mấy cái bánh donut trong bộ sưu tập mới mùa Halloween đây nè. Mà sao mấy cái con này ở đây nó khó hiểu lắm. Mình được đặt tên đó nha, Lương Thị Sương. Mà có mỗi cái bánh donut hình bờ ren là thấy ghê thôi, mình châm nó dành trả tiền còn thấy ghê hơn nha. Hả, cái kiểu luôn á. Thế là một cái quán cà phê. Concept này khá là lạ đó, giờ ít thấy ha. Thấy lúc mới mở cũng giấy lên trên cãi dữ lắm á. Bao nhiêu vậy anh ơi? Để chị trả cho. Để tôi trả mà sao vậy? Tôi bắt đầu thấy ghê rồi đó. Không gian siêu rộng luôn á nha. Quán cà phê Tứ Phủ này nằm ngay trên đường Điện Biên Phủ luôn, mà giá nó là sẽ khá cao, hình như là 109 đồng. Nhưng mà chụp hình này nó rất là thoải mái, vô tư, không có phụ thu. Quán cà phê kiểu Nhật Bản đi ha. Ở đây là Lạc Concept Nhật nhưng mà Halloween, cũng kiểu nhỏ nhắn xinh xắn thôi à. Nhưng mà xinh kiểu hơi ma mị xíu nha. Nhưng mà là ma mị kiểu hoạt hình. Giá nó thì cũng tầm 50-60 mà nó hơi ngọt nha. Thì chỉ ít khi nào Halloween mà mình hóa trang lắm, mình cũng không biết tạo giá hay làm gì với mấy cái này. Thì qua đây đúng chuyên môn hơn nè. Ở trước nhà mấy bà thì có nguyên một cái chỗ buffet kẹo luôn. Của mình là 114.000 là chị rồi là trả chưa hay ra dẻo không nhọ. Hồi mà quay qua kêu tôi trả tôi quýnh liền. Ở đây trang trí Halloween kiểu baby cute xinh sáng sáng cho mấy em nhỏ nó mừng rồi đó. Cái gì trà trái cây đây rẻ, mấy em nhỏ này hơi phá rồi nha. Sao mình thấy năm nay Halloween nó cứ hiu kiểu gì ta. Mỗi năm mà giờ này chắc rần dữ lắm rồi đó. Mãi mới ra thêm được một chỗ cà phê mà nó hơi bị xa. Chỗ này là chiêu cà phê bên Phạm Văn Chiêu Gò Vấp á. Đa phần là trang trí riêng một cái góc Halloween thôi chứ không có làm nguyên quán đâu. Sao trả không? Chứ nữa thì họ sẽ ở đây ba. Bà sai được đi, mà lấy chồng là gia bà đổi đời rồi đúng không? Chưa tính được luôn, thưởng mà. Ủa là sao? Điều mà tôi không biết. Chỉ cần bấm vô hình thử tượng hình học và ở bên trái màn hình hoặc là biểu tượng hành động xu ở góc trên cục bên trái của trang bộ ai nhà. Sau đó chia sẻ liên kết mời bạn bè tham gia. Sau khi tham gia tạo tài khoản thành công sẽ bấm vô biểu tượng học và nhập cái mã đề mời của mình vô. Đặc biệt là càng nhiều bạn bè tham gia thì phần thưởng mình nhận được càng nhiều. Và bạn bè phải làm một số nhiệm vụ như là xem đủ clip thì mới được nhận thưởng. Đó. Mà đó giờ không nghĩ tôi bà. Giờ tôi không biết không biết. Giờ không có, chỉ có thì không biết chơi TikTok gì ơi. Cái gì cho anh ơi? Mình quyết định rồi mọi người ơi, Halloween năm nay mình sẽ hóa trang thành cái bánh donut giận dữ, còn Trân sẽ hóa trang thành cái bánh pizza ngớ ngẩn, rồi đi lựa buffet kẹo, chơi trick or treat đồ ạ. Còn mà không thích thì mình sẽ làm mà Hokkaido và cái đèn thần. Mà thời này nó chưa có dầu gội dầu xả, máy sấy Dyson đồ cho nên cái đầu hơi rối. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Trời ơi, tôi tưởng đâu là cho thế giới động vật không á mấy bà. Ủa là Halloween dữ chưa? Hello mọi người, mình luôn Khanh nè. Em mà thiệt luôn á, mỗi lần mà Halloween hay là Noel đồ vậy mình cách qua cái chỗ KB nữa. Trời ơi, tại vì rất là nhiều đồ độc lạ luôn. Cái vậy còn có buffet kẹo nữa nè. Nghe tưởng nhiều chứ thật ra cân 100 gram nó lẹ lắm. Kiểu ở đây nó có nhiều đồ trang trí, nó nhiều đồ để hóa trang Halloween nè. Xong rồi toàn là bánh kẹo nhập này nọ, không rất là đã luôn. Trời ơi, mấy em nhỏ đồ vô đây mừng lắm. Tôi 24 tuổi đầu rồi còn mừng đây nè. Đó, kẹo ơ, đồ hình ngón tay. Vô đây thì chuẩn bị cái hầu bao nó rủng rỉnh xíu nha, tại hơi tốn tiền á. Nhiều khi đụng vào cái gì đấy á, nhìn cái giá nó cũng hơi sốc ấy. Alo, mình lại kiếm được một cái quán ăn Hàn Quốc mà mọi người buộc vui khi vô đây. Rất là slay luôn. Mình cũng đã đi một vài quán Hàn Quốc kiểu như thế này rồi. Có những quán vui nhưng mà thường thì đồ ăn không ngon lắm. Nhưng mà nhờ hôm bữa đi chơi Halloween siêng năng, trải nghiệm được cái chỗ bán món ăn Hàn Quốc ngon mà vui như thế này đó. Không gian ở đây thì khá là rộng và riêng tư nữa. Ở đây là vừa được ăn ngon mà vừa được chơi hết mình. Không biết là ngày thường nó sẽ như thế nào nhưng mà cái hôm Halloween mình đi vui cực kỳ mà còn được hóa trang free. Không gian cũng khá là rộng, có bên dưới và bên trên lầu nữa. Trên lầu thì có DJ này nọ nhiệt hơn, ở bên dưới thì sẽ ngồi dễ nói chuyện hơn. Mình thấy ở đây đánh nhạc hơi bị hay nha. Ban đầu cũng tính vô xíu thôi, lẹ tám chuyện rồi đi về mà đâu ai ngờ là nó vui tới vậy đâu mọi người. Xong rồi cuối cùng ngồi tới cái lúc người ta đuổi đi về luôn. Đây là mấy cái món mà hôm đó mình gọi này, xương thôi, kiểu sợ gọi nhiều rồi lỡ không hợp khẩu vị là xô à. Mình gọi một cái sườn hầm cay, cái được đun nóng liên tục và trên chảo vào cái sườn rất là mềm luôn nha. Độ ngọt thanh của hành tây. Vị Hàn Quốc ở đây nó sẽ nhẹ nhàng và hợp vị Việt. Cắn miếng sườn hút miếng nước là thấy ấm người em cái bụng liền. Sẵn sàng năng lượng để chơi hết mình rồi đó. Cái này là combo xô pop, cánh gà chiên giòn và được áo một lớp sốt rất là đều. Khá là đậm đà nhưng mà hơi bị cay quá với tôi. Mình nghĩ là nếu có thêm một chút vị ngọt thì nó sẽ cuốn hơn. Một điểm cộng là tất cả đều được chiên rất là ráo dầu nha. Và trong combo này sẽ là khoai lang chiên chứ không phải khoai tây chiên nha, và sẽ được áo thêm một lớp bột phô mai rất thơm nữa. Gà rang muối kiểu Hàn rất là giòn, không có bị hôi dầu ứ dầu. Này thì ăn lai rai ok nhưng mà không có quá ấn tượng. Một điểm cộng cho banchan ở đây nha, tại vì kim chi rất là ngon. Đây có cả banchan dưa leo nữa nè. Mình thấy menu hơi bị nhiều món luôn á, tự nhiên Thanh nó vui quá quên mất quay menu rồi. Định là hôm sau phải quay lại thử cái món tteokbokki sốt phô mai. Món đọc tên nghe ngon lắm. Quán lần trước mình review thì mình không đánh giá cao về đồ ăn lắm, mà riêng cái quán này thì sang xịn và đồ ăn ok la quá trời nha. Cách khuấy động không khí cũng rất là ok nữa.